Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sẽ kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Trong xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài số 5 ôn tập phép cộng phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 nhé. Giờ hôm nay mình sẽ học tiết số 1. Mình sẽ làm câu số 1 đầu tiên là tính nhẩm. Giờ như vậy là câu A sẽ là 40 cộng 60. Mình thấy là 4 cộng 6 là 10, đúng không? Như vậy có nghĩa là 40 cộng 60 sẽ bằng 100. Giờ 30 cộng 70, mình thấy là 3 cộng 7 là 10, đúng không? Như vậy có nghĩa là 30 cộng 70 sẽ là 100. Tiếp theo là 90 cộng 10. Mình thấy là 9 cộng 1 là 10, có nghĩa là 90 cộng 10 sẽ là 100. Giờ tiếp theo là câu B. Như vậy là 40 cộng 60 bằng 100, có nghĩa là 100 mình trừ 40 thì sẽ bằng 60 nhé. Giờ tiếp theo mình có là 30 cộng 70 bằng 100, có nghĩa là 100 trừ 70 sẽ bằng 30 nha. Như vậy chỗ này các em mình sẽ ghi số 30. Giờ tiếp theo là 100 trừ cho 80. Mình thấy là 10 trừ 8 thì bằng bao nhiêu? 10 trừ 8 thì sẽ bằng 2. Như vậy có nghĩa là 100 trừ cho 80 sẽ bằng 20. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 mình sẽ đặt tính rồi tính. Như vậy là 52 cộng 6. Giờ mình sẽ đặt tính rồi tính sao cho hàng đơn vị hạng cột của hàng đơn vị. Giờ mình cộng từ trên xuống từ hàng đơn vị nhé. Mình sẽ lấy 2 cộng 6. 2 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? 2 cộng 6 bằng 8. Đúng không? Còn hàng chục số 5 đem xuống. Như vậy kết quả sẽ là 58. Tiếp theo là 24 cộng 73. Giờ mình cũng đặt giờ tính, giờ tính sao cho hàng đơn vị hạng cột của hàng đơn vị, hàng chục hạng cột của hàng chục. Giờ mình sẽ tính từ trên xuống theo hàng đơn vị. 4 cộng 3 thì bằng bao nhiêu? 4 cộng 3 là 7, viết số 7. Giờ hàng chục, 2 cộng 7 là 9, viết số 9. Như vậy kết quả là 97. Tiếp theo là 88 trừ 43. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính sao cho hàng đơn vị hạng cột của hàng đơn vị, hàng chục hạng cột của hàng chục nhé. Giờ mình sẽ lấy 8 trừ 3. 8 trừ 3 thì bằng bao nhiêu? 8 trừ 3 thì bằng 5. Giờ hàng chục trừ hàng chục, 8 trừ 4 thì bằng bao nhiêu? 8 trừ 4 thì bằng 4. Như vậy kết quả là 45. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống khai để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3, câu A nói hai phép tính có cùng kết quả theo mẫu. Như vậy ở đây mình thấy là đây là 40 cộng 30. Mình thấy là 4 cộng 3 là 7. Như vậy 40 cộng 30 sẽ là 70. Đúng không? Giờ ở đây là 100 trừ 30, mình thấy là 10 trừ 3 bằng 7. Như vậy có nghĩa là 100 trừ 30 sẽ bằng 70. Nên mình sẽ nói cái đám mây này với đám mây này cùng kết quả, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ xem nói đám mây này với đám mây nào nha. 60 cộng 6. 60 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? 60 cộng 6 thì bằng 66, đúng không? Giờ mình xem phía dưới này, 68 trừ 2. 68 trừ 2 thì mình sẽ tính nhẩm nhé. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 8 trừ 2 được 6. Hàng chục số 6 đem qua như vậy kết quả là 66. Như mình thấy là phép tính này cũng là 66. Cái này cũng là 66. Mình sẽ nói hai cái phép tính lại nhé. Giờ như mình sẽ nói phép tính này. Như là phép tính này. Đúng này.
Giờ tiếp theo là 20 cộng 80. Mình thấy là 2 cộng 8 thì bằng bao nhiêu? 2 cộng 8 là 10. Như vậy có nghĩa là 20 cộng 80 sẽ bằng 100. Giờ bây giờ mình sẽ xem phép tính dưới này xem có phải bằng 100 không? 64 trừ 10. Giờ mình sẽ tính nhẩm. Như vậy mình lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục. 4 trừ 0 được 4. À, hàng chục 6 trừ 1 bằng 5. Như kết quả là 54. Chứ không phải là 100. Giờ mình xem phép tính bên đây. 50 cộng 50. Mình thấy là 5 cộng 5 là 10. Như vậy có nghĩa là 50 cộng 50 sẽ là 100. Giờ như mình sẽ thấy là phép tính này 100. Phép tính này kết quả cũng là 100. Mình sẽ nói hai phép tính lại. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ xem phép tính này. 52 cộng 2. Như mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 2 cộng 2 là 4. Hàng chục giữ nguyên là 5. Kết quả là 54. Như mình thấy là phép tính này là 54. Phép tính này lúc nãy mình cũng tính là 54. Nên mình sẽ nói hai phép tính lại nha. Đúng không? Giờ như mình sẽ nói phép tính này. Với phép tính bên đây. Đúng không? Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B mình sẽ điền số vào ô trống nha. Như vậy là 60 trừ 20 sẽ bằng bao nhiêu, mình sẽ điền ở đây đúng không? Mình thấy là 6 trừ 2 thì bằng 4. Như vậy có nghĩa là 60 trừ 20 sẽ bằng 40. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 40. Giờ tiếp theo là 40 mình sẽ cộng tiếp cho 34. Mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục. 0 cộng 4 là 4, đúng không? Hàng chục, 4 cộng 3 là 7. Như vậy kết quả là 74. Mình sẽ ghi xuống dưới đây là 74. Giờ 74 mình sẽ trừ cho 30. Mình cũng lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục. 4 trừ 0 là 4. Hàng chục, 7 trừ 3 cũng bằng 4. Như vậy kết quả là 44. Mình sẽ ghi ở đây chính là 44. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hay bằng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4 là đầu năm học lớp 2A có 31 học sinh. Đến đầu học kỳ 2 lớp 2A có 4 học sinh chuyển đến nữa. Hỏi khi đó lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh? Như vậy là ban đầu là có 31 học sinh đúng không? Sau đó có thêm 4 học sinh chuyển đến, có nghĩa là mình sẽ thực hiện phép cộng đúng không? Mình sẽ lấy 31 cộng 4 là ra kết quả cuối cùng không? Như vậy ở đây người ta hỏi là khi đó lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh? Thì mình trả lời là khi đó lớp 2A có tất cả số học sinh là đúng không? Như mình trả lời nha. Khi đó lớp 2A có tất cả số học sinh là 4. Giờ như vậy mình sẽ lấy 31 cộng thêm cho 4, đúng không? Giờ như vậy mình cũng tính nhẩm thôi, mình lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 1 cộng 4 là 5. Hàng chục giữ nguyên, như kết quả là 35. Học sinh. Giờ đáp số là 35 học sinh. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em là có kết quả giống không? Để lên bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 5. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Mình sẽ điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào trống nha. Như vậy là mình đây là 60 cộng 30, còn bên đây là 100. Như vậy trước hết mình sẽ thực hiện phép tính. Giờ mình muốn so sánh được đúng không? Tính nhẩm trong đầu xem bằng bao nhiêu nhé. Mình thấy là 6 cộng 3 thì bằng bao nhiêu? 6 cộng 3 là 9. Như vậy kết quả là 60 cộng 30 bằng 90 đúng không? Như vậy là bên đây là 90, bên đây là 100. Rõ ràng là 90 phải nhỏ hơn 100 đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết dấu nhỏ hơn. Giờ tiếp theo là 100 trừ 50. Như mình thấy là 10 trừ 5 thì sẽ bằng 5. Có nghĩa là 100 trừ 50 sẽ bằng 50. Như vậy bên đây là 50, bên đây là 40.
rõ ràng 50 phải lớn hơn 40 đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ điền dấu lớn hơn. Giờ tiếp theo câu B nhé. 50 cộng 20, 50 cộng 20 bằng bao nhiêu? Sao là 70 đúng không? 20 cộng 50 thì cũng bằng 70. Như vậy hai bên đều bằng 70. Như vậy có nghĩa là sẽ bằng bao nhiêu? Đúng không? Giờ tiếp theo bên đây là 40 cộng 40, mình thấy là 4 cộng 4 sẽ bằng 8. Như vậy có nghĩa là 40 cộng 40 sẽ bằng 80. Giờ mình tính bên đây bằng bao nhiêu nhé? 100 trừ 10. Mình thấy là 10 trừ 1 bằng 9. Như vậy có nghĩa là 100 trừ 10 sẽ bằng 90. Bên đây là 80, còn bên đây là 90. Rõ ràng là 80 phải nhỏ hơn 90, đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ điền dấu nhỏ hơn. Như vậy là mình xong câu số 5 nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy cái giảng thì hãy bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.